Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một trick trong số 8 trick cơ bản. Đó là Fingerfast Reverse. Thì Fingerfast Reverse nó sẽ có dạng như thế này. Thì như mình đã hướng dẫn ở phần 3 trong số 8 trick cơ bản, thì đó là Fingerfast Normal. Tức là nó sẽ di chuyển từ mặt trong của bàn tay và đi lên ở mặt ngoài. Thì Fingerfast Reverse nó sẽ ngược lại, tức là nó sẽ đi xuống từ mặt ngoài và đi lên ở mặt trong. Cách làm thì cũng tương tự, không có gì là quá khó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cách làm của Fingerfast Reverse. Bước 1 thì các bạn sẽ phải học cách di chuyển bút qua các ghẻ tay như chiếc kia. Nhưng lần này thì mình sẽ di chuyển bút ở mặt ngoài chứ không phải là mặt trong, như thế này. Dần dần thì các bạn sẽ tăng tốc độ lên. Bước 2 thì các bạn sẽ di chuyển bút từ ngón út lên đến ngón trỏ, và lần này thì mình sẽ làm mặt trong như thế này. Bước cuối cùng, đây là bước đơn giản nhất, đó là các bạn sẽ ghép hai bước đầu lại với nhau. Thì sau khi ghép nó sẽ có dạng như thế này. Bước này nói chung cũng khá là dễ, chỉ có một vấn đề là khi bút xuống đến ngón út, làm thế nào để đưa bút vào mặt trong và tiếp tục đưa bút đi lên. Thì việc này đòi hỏi các bạn phải rèn luyện tích cực thì mới có thể làm mượt được. Nếu như mà không rèn luyện thì tay các bạn sẽ bị cứng và rất khó để thành thục chiếc này. Sau đây là ghép Fingerfast Reverse vào combo.